Chào đón quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư đến với kênh Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương. Lời đầu video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Và để đưa quý anh chị đi tham quan cái căn nhà một trệt hai tầng lầu, tọa lạc nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Để quý anh chị nào có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp, thì quý anh chị nắm bắt được cái video của em Minh Đức thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký và một nút like, chia sẻ để lấy động lực từ quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và bây giờ quý anh chị cùng đồng hành với em Minh Đức đi ra ngoài tham quan cái cơ sở hạ tầng và cái mặt tiền của căn nhà này có hợp với quý anh chị hay không. Cái cơ sở hạ tầng ở đây thì nó là buôn bán đa ngành nghề quý anh chị ạ. Buôn bán cái gì cũng được quý anh chị nhá. Quý anh chị cứ yên tâm. Khi đến với lại em Bất Động Sản Minh Đức thì những cái vị trí nào đó buôn bán đa ngành nghề thì em sẽ tư vấn cho quý anh chị luôn nhé quý anh chị nhé. Đấy quý anh chị thấy không ạ? Đường xe hơi lớn này. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, đường thông quý anh chị nhé. Đây ạ, quý anh chị tham quan này, đường thông này. Đó, đây là từ Văn Phước quý anh chị nhé. Đường từ Văn Phước mà rẽ phải thì ra đường Lê Thị Trung và rẽ trái thì rẽ trái thì ra Thị Trung, còn rẽ phải thì ra đường DT743 quý anh chị nhé. Đó, đầu đường đó là ngã ba quý anh chị nhé. Và đầu đường này thì quý anh chị chạy một xíu là ra đường Lê Thị Trung luôn, ra phòng xoay An Phú luôn quý anh chị nhé. Đầu đường này quý anh chị chạy một xíu ra tới vòng xoay An Phú rồi. Đó. Và rất là sang trọng cho cái căn nhà. Đặc biệt căn nhà này là có hoàn công quý anh chị nhé. Đó, căn nhà này diện tích là 5 x 18.5, 93 mét vuông đất. Quý anh chị tham quan mặt tiền. Đây là một cái mặt tiền quý anh chị. Đó, đây là một mặt tiền nhé. Có hoàn công sẵn rồi quý anh chị nhé. Riêng về căn nhà này. Và quý anh chị vừa an cư vừa lập nghiệp mà vừa kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, quý anh chị tham quan ạ. À, rất sang trọng cho một căn nhà, đảm bảo với quý anh chị luôn là riêng về căn nhà này thì vị trí buôn bán thì rất tuyệt vời quý anh chị ạ. Quý anh chị tham quan, quý anh chị tham quan cái mặt tiền một xíu nữa em sẽ đưa quý anh chị vào trong trong nhà tham quan cái công năng sử dụng ạ. Đây, và có một cái bộ cổng gọi là bộ cổng hai cánh quý anh chị nhé, nhưng mà một cánh chết tức là một cánh nhỏ đây ạ. Và cái cổng này thì đổ bê tông quý anh chị nhé. Đây quý anh chị tham quan này. Rất sang trọng, sân xe hơi 7 chỗ luôn quý anh chị tham quan ạ. Sân xe hơi 7 chỗ, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ dưới trệt, tổng là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 nhà vệ sinh, 2 ban công trước sọc. Đây là cái sân xe hơi quý anh chị nhé. Quý anh chị không muốn để chọn cho một cái xe hơi thì quý anh chị sẽ buôn bán đa ngành nghề ở đây, buôn bán tạp hóa hay bất kể một cái ngành nghề gì quý anh chị yên tâm. Về căn nhà này em nhấn mạnh cho quý anh chị là thứ nhất là buôn bán đa ngành nghề, thứ hai là căn nhà này lại có hoàn công, thứ ba là diện tích căn nhà này nó quá rộng quý anh chị nha. 5 x 18.5 bằng 93 mét vuông đất thì quý anh chị thấy không ạ? Đây, khi tiến về trong nhà phòng khách thì quý anh chị sẽ tham quan được cái bộ cửa học luôn nhé. Cái này là căm xe chính hãng luôn, một cái bộ cửa rất sắc nét cho quý anh chị, chất liệu bằng gỗ căm xe, quý anh chị tham quan này. Rất sang trọng. Khi mà quý anh chị di rời vào phòng khách thì phòng khách đã thiết kế cho quý anh chị sơ bộ, là có nghĩa là kệ tivi này. Quý anh chị tham quan được cái trần này, cái bộ đèn chùm này cũng sang trọng nhé. Trần thì giáp vàng bằng 2 vàng 24K nhé. Tường này, tranh mã đáo thành công này, nhựa PVC có cấp vân gỗ này, quý anh chị tham quan này, rất sang trọng. Cái nhà mình có một cái quầy bar, đây gọi là cái quầy bar, sang trọng không ạ? Rồi, song song với lại cái cầu thang này đi lên lầu, cầu thang này thì tay vịn bằng chất liệu cũng gỗ căm xe luôn quý anh chị nhé, tất cả là gỗ căm xe hết. Cái quầy bar này cũng là gỗ căm xe luôn chị ạ. Đó, quý anh chị tham quan này. Di rời vào phòng bếp thì em sẽ cho quý chị tham quan không gian phòng bếp. Phòng bếp này, tất cả tủ này, khu vực này cũng là gỗ căm xe hết quý chị nhá. Đây quý chị tham quan này. Rất sang trọng nhá. Đấy. Và đặc biệt thì em mà nghĩ rằng quý chị tham quan này đang tham quan cho cái một không gian của căn nhà được cả buôn bán đa ngành nghề quý anh chị ạ. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Rất là ok. Một cái không gian phòng bếp cũng rộng rãi nữa quý anh chị nhá. Đây.
Quý anh chị nào đang là có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà vừa ở mà vừa buôn bán thì quý anh chị hãy đến căn nhà này. Em sẽ từ từ tư vấn cho quý anh chị để quý anh chị tham quan và cân nhắc. Quý anh chị ngồi bên mâm cơm gia đình. Tất cả ví dụ như quý anh chị đang là có con cái cha già mẹ yếu hay là anh em cha bác vân vân ở ngồi bên mâm cơm thì quý anh chị có thể tham quan cái video của em Minh Đức. Một cái video em khoảng 15-20 phút quý anh chị nhé. Và đây là cái nhà vệ sinh ở dưới trẻ quý anh chị tham quan. Đó. Rất sang trọng. Đặc biệt hơn là căn nhà này có phòng ngủ ở dưới trệt dành cho chúng ta có cha già mẹ yếu. Đây quý anh chị tham quan. Một cái phòng ngủ có nội thất và tất cả ở trong phòng ngủ là đều dán gạch này, dán gạch lên 1m2 này. Gạch loại 1 đấy quý anh chị nhé. Rồi ở trên lầu 1, lầu 2 cũng đều dán gạch hết quý anh chị nhé. Lên 1m2 hết. Đây là cái phòng ngủ dưới trệt cho chúng ta, dành cho riêng cho chúng ta, áp dụng cho có cha già mẹ yếu đấy. Vâng. Và đây là quý anh chị tham quan này, gạch sẽ dán lên tới ngoài là 1m7 luôn quý anh chị ạ. Đấy, ngoài 1m7 luôn. À, quý anh chị tham quan. Đó, quý anh chị tham quan này. Một cái không gian phòng bếp và phòng khách rất sang trọng cho chúng ta an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Rồi, em sẽ đưa quý anh chị tham quan ở trên lầu nhé. Quý anh chị đi lên cùng với em. Đây là cái bức này là dán tranh lụa ba lê hết này. Đây, tranh lụa ba lê nhé. À, còn cầu thang thì chất liệu đá hoa cương tím mông cổ, nhưng mà cái này không phải là tím nhé, chất liệu tím mông cổ nhưng mà cái này không phải là tím ạ, cái này là đen trắng quý anh chị nhé. Đó, nó là hãng gạch, hãng đá đó đó. Lên khu vực cầu thang ở trên lầu thì quý anh chị thấy không ạ, một cái không gian tiếp khách riêng biệt cho con em chúng ta. Quý anh chị kê bộ bàn ghế ở đây quý anh chị nhé, rất rộng rãi này. Đây quý anh chị tham quan này, một cái không gian này quý anh chị nhìn cái trần này quý anh chị biết rộng như thế nào. À, bởi vì 5 mét mà bây giờ làm cái cầu thang chữ U. Đây cầu thang chữ U, còn lại bao nhiêu là cái khu vực để cho chúng ta kê bộ bàn ghế ở trên này cho con em chúng ta tiếp khách. Khi mà quý anh chị di rời lên phòng ngủ số 2 ở trên lầu. Đây, tất cả căn nhà này là có 4 phòng ngủ thì em đang review phòng ngủ số 2. Đầy đủ các nội thất. Chất liệu gỗ an cường, một căn phòng rất sang trọng cộng thêm với có nhà vệ sinh khép kín. Quý chị tham quan này, căn nhà này có 4 nhà vệ sinh, tuyệt vời quý anh chị. À, một căn nhà mà có phòng rộng rãi, nhất là cái phòng đằng trước. Bây giờ quý anh chị sẽ tham quan với em Minh Đức về cái phòng đằng trước thì nó quá rộng luôn, bởi vì là một cái không gian đằng trước vừa sân xe hơi này mà vừa phòng khách thì ở trên này thì quý anh chị thấy không ạ, hai cái nó chập lại thì rất rộng quý anh chị này. Đấy, rất rộng này, có nhà vệ sinh khép kín luôn cho phòng này luôn quý anh chị. Hai phòng có nhà vệ sinh khép kín là ở trên lầu 1 quý anh chị nhé. Đó, quý anh chị thấy không ạ, rất sang trọng. Đặc biệt hơn là căn nhà này cũng đã vào rèm cho quý anh chị xong hết rồi. Đó, kệ tivi ok chưa. Sau đó là giờ quý chị đi cùng em lên trên lầu 2. Vâng, lên trên lầu 2. Trên lầu 2 thì bên em thiết kế cho quý anh chị là một phòng thờ, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Có ban công đằng trước, có ban công sau, đằng sau, ban công sau để là quý anh chị phơi đồ, để máy giặt vân vân sử dụng. À, quý anh chị tham quan một cái căn nhà rất đắc địa này. Một cái căn nhà mà vị trí buôn bán, quý anh chị em nhấn mạnh quý anh chị là quý chị không tin thì quý chị cứ tới tham quan với em căn nhà này. Vị trí rất chi ok và đặc biệt hơn là đây này, cái tường này nhé quý chị nhé. Cái tường này, chung cái tường này này. Đây, tất cả tường này nhé là tranh lụa 3D. Cái này là tranh lụa 3D nhé quý chị nhé. Và tường này, tường này là dán tranh lụa 3D hết này quý chị này. Đấy, màu đúng như kiểu màu sơn nhưng mà nó là tranh lụa 3D quý chị nhé. Rồi. Khu vực này thì cũng rộng rãi để cho quý anh chị có thể là quý anh chị để máy tập thể dục ở trên này. Quý anh chị nhá, máy tập thể dục ở trên này thoải mái luôn. Và phía đằng sau này thì quý anh chị này để những cục nóng này, máy giặt này. Đấy, và bên em cũng đã lợp hết cho quý anh chị cái mái tôn này rồi. Quý anh chị tham quan dân cư này ở đằng sau nhà mình nhé. À, dân cư này ở đằng sau nhà mình đó. Và đây cái giếng trời này quý anh chị này, đây là giếng trời nhé. À, rồi.
Và bây giờ quý chị sẽ tham quan với em cái nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng thờ ở cái khu vực đằng trước. Đây ạ, đây là phòng nhà vệ sinh đấy ạ. Ngoài này thì nhà vệ sinh riêng biệt nhé quý chị nhé. Đó, nhà vệ sinh riêng biệt này. Đó, sau đó này, phòng ngủ này. Bốn phòng ngủ đều có nội thất full quý chị nhé. Đây, bốn phòng ngủ đều nội thất như thế này. À, có phải là tuyệt vời không chị? Quý chị về là quý chị không phải làm thêm một cái phòng ngủ nào nữa. Nếu mà quý chị có nhu cầu mà không thích những cái tủ này, hoặc là quý chị đã có tủ mang tới thì bên em sẽ thu hồi về nhé. Bên em sẽ thu hồi về để em để căn khác cũng không sao. À, quý chị thấy tường không ạ? À? Tường dán gạch 1m2, chất liệu gạch là cao cấp đấy quý chị. Và đây là một cái phòng thờ tiên tổ quý chị. Đây, phòng thờ tiên tổ nhé, rất rộng rãi và thoáng mát nữa. Ở đằng trước này là cái mặt tiền này, ban công thì quý chị sẽ tham quan với em cái ban công này, xong rồi quý chị sẽ tham quan cái đường đây ạ. Đây là đường Từ Văn Phước, đây quý chị tham quan này. Đó, đây là Từ Văn Phước nhé. Đây, và đây là đường thông, đây, đường thông ra Lê Thị Trung. À, ra đầu đường này là vòng xoay Phú Đổi của anh chị, đi tham quan nhé. À, dân cư đông đúc, buôn bán kinh doanh đa ngành nghề, anh chị tham quan ạ. Rồi em đã review chi tiết cho quý anh chị tham quan cái căn nhà một trệt hai tầng lầu, tòa lạc nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Để quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì quý anh chị nắm bắt được cái video của em Minh Đức đang review, thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký, like, chia sẻ. Khi mà em review lên, em đăng lên YouTube thì quý anh chị sẽ nắm bắt thông tin cái video đầu tiên cho quý anh chị tham quan. Quý anh chị chỉ cần ngồi bên mâm cơm gia đình hoặc là ở công ty đang đi làm công việc nhà nước, công việc bất kể một công việc gì của gia đình nhà mình, quý anh chị chỉ có một cái điện thoại, quý anh chị đăng ký vào nút chuông thì khi đó em đăng lên thì quý anh chị sẽ nắm bắt thông tin đầu tiên quý anh chị nhé. Một cái căn nhà em sẽ tư vấn cho quý từ giờ xuống tới trệt này. Một căn nhà có hướng đông, diện tích 5 x 18.50, 93 m² đất, thổ cư 100% quý anh chị. Có hoàn công rồi quý anh chị nhé. Em nhấn mạnh là căn nhà này đã có hoàn công. À, và quý anh chị nào đang là hợp mệnh hướng đông thì căn nhà này là hướng đông quý anh chị nhé. Căn nhà này được thiết kế sân xe hơi 7 chỗ, phòng khách, phòng bếp, có phòng ngủ ở dưới trệt. Tổng là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 nhà vệ sinh, full nội thất quý anh chị nhé. À, riêng về căn nhà này là full nội thất rồi quý anh chị ạ. À, căn nhà bên em đang rao bán với cái giá là 5 tỷ 700 triệu, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí và có hỗ trợ tối đa cho ngân hàng luôn quý anh chị nhé. Hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị tối đa luôn, quý anh chị không có nợ xấu nhé. Ok, không có nợ xấu thì bên em hỗ trợ cho quý anh chị, và quý anh chị sẽ nợ xấu là bên em không có hỗ trợ được, và bên em sẽ lo vấn đề mà chứng thực nguồn thu cho quý anh chị nha. Quý anh chị yên tâm, quý anh chị cọc cho em khoảng chừng đầu 300-400 triệu, bên em sẽ đi làm trích nục tình trạng, rồi chúng ta sẽ ra phòng công chứng quý anh chị nhé. Căn nhà 5 tỷ 700 triệu, còn bớt lọc cho quý anh chị nào thiện chí. Và quý anh chị đang tham quan video thì hãy điện vào hotline 0968 944 993. Em Minh Đức sẵn sàng đưa quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và để kết thúc video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em Minh Đức hẹn quý anh chị video tiếp theo ạ.